Trong khuôn khổ bản tin sáng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Báo châu Á giúp Zico Thái vượt mặt thầy Park. U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á, đạn đã lên nòng. Đằng sau phát ngôn dậy sóng của Messi Thái mới thấy thầy Park đáng sợ đến nhường nào. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Báo châu Á giúp Kiatisak vượt mặt thầy Park. Thưa quý vị và các bạn, những thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo trong hơn 2 năm qua là chưa đủ để cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc chiếm vị trí xuất sắc nhất ở Đông Nam Á trong thập kỷ qua, theo bình chọn của tờ báo châu Á Lead Sport Asia. Trong đội hình tiêu biểu suốt 10 năm qua của bóng đá Đông Nam Á do tờ Lead Sport Asia bình chọn thì vị trí huấn luyện viên thuộc về cái tên cực kỳ quen thuộc và có phần là ác cảm với bóng đá Việt Nam, đó là Kiatisak. Theo tờ báo châu Á này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang giúp cho bóng đá Việt Nam thống trị khu vực, nhưng trong một thập kỷ qua, Kiatisak mới là chiến lược gia thành công nhất. Trong 4 năm dẫn dắt tuyển Thái Lan, Zico Thái đã giúp cho Voi Chiến 2 lần vô địch AFF Cup vào năm 2014 và 2016, giành 2 tấm huy chương vàng SEA Games 2015-2017. Dưới thời Zico Thái thì tuyển Thái Lan vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 ở khu vực châu Á. Ở vị trí hậu vệ, Trọng Hoàng là cái tên được chọn. Theo Lead Sport Asia, Trọng Hoàng là cầu thủ bền bỉ của đội tuyển Việt Nam. Trong 10 năm qua, anh nổi lên từ AFF Cup 2010 và là mẫu cầu thủ có thể lực tốt và đa năng, phong độ ổn định ở nhiều vị trí. 2 năm gần đây, anh được huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm ở vị trí hậu vệ phải. Trọng Hoàng góp công lớn trong danh hiệu AFF Cup 2018 và tấm huy chương vàng SEA Games 30 của bóng đá Việt Nam. Ở vị trí tiền vệ, linh hồn của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải được chọn bởi sự xuất sắc vượt bậc của mình. Theo Lead Sport Asia thì quyết định của huấn luyện viên Park Hang-seo khi đưa Quang Hải sang thi đấu bên cánh phải tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 chính thức đã khai sinh ra tiền vệ tấn công hay nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Quang Hải cũng là linh hồn của thế hệ vàng 2018, là một trong những cầu thủ hay nhất của khu vực. Quang Hải cùng Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, giành huy chương vàng SEA Games 30. Trên hàng tiền đạo, chân sút đang giữ nhiều kỷ lục của bóng đá Việt Nam, Lê Công Vinh là người được vinh danh trong đội hình xuất sắc nhất của thập kỷ qua của bóng đá Đông Nam Á. Theo tờ báo châu Á này thì Công Vinh là chân sút hàng đầu của tuyển Việt Nam tại các kỳ AFF Cup với 15 bàn thắng, bằng với Đăng Đa. Anh từng 2 lần ra nước ngoài thi đấu cho Sapporo của Nhật Bản và Leicester SC của Bồ Đào Nha. Cũng theo Lead Sport Asia thì với 51 bàn thắng sau 85 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, Công Vinh xứng đáng được gọi là huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Phát biểu của Chanathip cho rằng là cầu thủ Việt Nam đá máu lửa vì thu nhập thấp khiến cho không ít người hâm mộ và cả cầu thủ Việt Nam nóng mặt. Tuy nhiên thì đó lại là thứ vũ khí bí mật của thầy Park ở trong tay mà còn lâu ông Nishino mới có được. Hẳn nhiên là Chanathip Sumgrasin nói sai bét bởi cầu thủ Việt Nam máu lửa nhất góp phần cực kỳ quan trọng đưa U23 Việt Nam đến ngôi vô địch SEA Games 30 lại là Đoàn Văn Hậu. Mức lương của Hậu gần gấp đôi Messi Thái, cầu thủ lĩnh mức lương cao nhất trong số các cầu thủ Thái Lan. Song thực ra thì Chanathip Sumgrasin chưa hẳn là đã đá xéo cầu thủ Việt Nam, mà phát ngôn của ngôi sao lớn nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại là dành cho các đồng đội của mình, những người lĩnh mức lương trung bình cao gấp 10 lần so với các đồng nghiệp Việt Nam. Ấy vậy mà mỗi khi đối đầu với các cầu thủ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đều tim đập chân run. Chanathip cây Việt Nam là phải, bởi trong suốt 2 năm trời qua thì dưới bàn tay dìu dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam biến Thái Lan thành cái bóng mờ của quá khứ huy hoàng ngày nào, khiến cho cả Đông Nam Á phải khiếp sợ trước sức mạnh của binh đoàn rồng vàng, mà ở đó Thái Lan cũng không phải là ngoại lệ. Mà đau đớn nhất là bóng đá Việt Nam càng lên thì người Thái lại càng xuống. Messi Thái đã đúng một phần trong phát ngôn của mình khi nhìn rõ được tinh thần chiến đấu, sự khao khát và kỷ luật chính là thứ vũ khí bí mật đã giúp cho bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á. Nhưng còn đến phần thu nhập thấp thì lại cực kỳ là khiên cưỡng, bởi lẽ chính bản thân ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại không thể lý giải được là sức mạnh ấy đến từ đâu sau hàng thập kỷ bóng đá Việt Nam nằm dưới cái bóng của người Thái. Có đặt mình vào vị trí của Chanathip mới cảm nhận được sự cay đắng mà bóng đá Thái Lan phải chịu trong suốt hơn 2 năm qua. Tất cả những trận đấu mà đội tuyển quốc gia Thái Lan của Chanathip đối đầu với Việt Nam ở các giải đấu chính thức, họ đều có phần trội hơn về thực lực nhưng đều không thể chuyển hóa được thành chiến thắng, dẫu cho là chưa phải chịu thất bại nào. Trên sân Thammasat, nếu như pha kết thúc của Subhachok ở phút bù giờ hiểm hóc hơn và thành bàn thì tuyển Thái Lan đã có được chiến thắng. Trên sân Mỹ Đình, ở những phút cuối trận, nếu như Văn Hậu không điên rồ lao mặt ra đỡ bóng ngay sát vạch vôi sau cú sút của Narubadin thì có lẽ là Chanathip bây giờ đã cùng các đồng đội
chậm chạp ở ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Mới đây, trong bài trả lời phỏng vấn của mình, trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Park Hang-seo là anh Lê Huy Khoa kể về phát biểu của nhà cầm quân người Hàn Quốc với các tuyển thủ Việt Nam mà ông chưa từng tiết lộ. Các bạn thực sự là những chiến binh mà tôi và những người huấn luyện viên Hàn Quốc muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính với tinh thần của các bạn. Đích thân huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói như thế với các học trò của mình. Anh Lê Huy Khoa nhớ lại: "Nghe xong câu đó tôi hơi nghi ngờ, tôi nghĩ việc gì phải dùng đến từ tôn kính dù chính xác tiếng Hàn mà thầy Park nói là như vậy đấy. Nhưng cũng trong tích tắc đó tôi hiểu rằng là người nước ngoài mà người ta đã phát hiện ra trong bản thân người Việt có sức mạnh tinh thần rất kinh khủng như vậy. Người nước ngoài, người ta đã khai thác được sức mạnh nội tâm của người Việt như vậy thì chẳng cần phải băn khoăn nữa, tôi dịch nguyên văn luôn." Thế mới thấy là cái điều mà Chanathip Songkrasin đang đòi hỏi từ các đồng đội, điều mà không chỉ bóng đá Thái Lan mà cả bóng đá Trung Quốc bây giờ đều đang thiếu nhất. Dẫu cho mức độ đãi ngộ là cực cao, lại là thứ bóng đá Việt Nam chưa bao giờ thiếu. Và sức mạnh tinh thần đó đang ngày càng nhân lên và lan tỏa, đưa Việt Nam lên một tầm cao mới, không chỉ với đội tuyển quốc gia hay đội U23 mà cả một nền bóng đá. Còn một điều nữa mà Chanathip hiểu sai về bóng đá Việt Nam: thu nhập của cầu thủ Việt Nam là không hề thấp như Messi Thái hình dung. Văn Hậu là trường hợp cá biệt, song số tiền lót tay lên đến 9 tỷ đồng cho 3 năm gia hạn hợp đồng của Văn Quyết hay 7 tỷ đồng cho thủ môn Bùi Tiến Dũng cho thấy là cả giá trị lẫn mức thu nhập của cầu thủ Việt Nam là cũng không hề thấp. Một lứa cầu thủ tài năng, một giải vô địch quốc gia giàu sức cạnh tranh, một nền bóng đá lành mạnh với những cầu thủ tài năng nhận được mức thu nhập là xứng đáng. Các đội tuyển đang đi đúng hướng với sức mạnh tinh thần to lớn cùng niềm cảm hứng đến từ đội ngũ huấn luyện đầy kinh nghiệm, tài năng và khả năng truyền cảm hứng đáng nể được kích hoạt, thứ vũ khí bí mật nơi các cầu thủ Việt Nam, bóng đá Việt Nam xứng đáng để Thái Lan phải nể phục và học hỏi. Chanathip Songkrasin có thể sốt ruột, ganh tị và kiêng dè bóng đá Việt Nam, nhưng để đánh bại được thứ vũ khí bí mật của Việt Nam trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo thì Messi Thái cần nhiều hơn là những lời hô hào suông từ ông Akira Nishino rằng là Thái Lan phải khiến cả Đông Nam Á phải theo sau mình, bởi đơn giản là ông thầy người Nhật còn lâu mới có được thứ vũ khí mà thầy Park đã khai thác thành công nơi mỏ vàng mang tên bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á, đạn đã lên nòng. Đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Nhờ công tác tiền trạm và hậu cần chu đáo nên chuyến xuất hành đầu năm mới của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là rất suôn sẻ và nhận được rất nhiều lời chúc thành công của người hâm mộ. Một giải đấu đúng với tầm chất lượng của U23 Việt Nam và khát vọng viết lên trang sử mới đang tính từng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù tới ngày 10 tháng 1, đội tuyển mới bước vào trận ra quân ở vòng chung kết U23 châu Á gặp đối thủ U23 UAE, nhưng việc được tạo điều kiện sang Thái Lan sớm sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có được sự bắt nhịp tốt hơn với điều kiện khí hậu cũng như đồ ăn thức uống tại đất nước chùa vàng. Chiều ngày hôm nay, mùng 3 tháng 1, đội tuyển sẽ có trận giao hữu với đội tuyển U23 Bahrain, hiện cũng đã có mặt tại Bangkok để chuẩn bị cho vòng chung kết đấu trường U23 châu lục. Trận đấu này được đánh giá là màn tổng duyệt tuyệt đối với các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi bước vào cuộc cạnh tranh, dự báo sẽ là rất nhiều thử thách tại bảng D với sự góp mặt của U23 UAE, U23 Jordan và U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trước ngày lên đường, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ: "Tôi ý thức được rõ ràng U23 châu Á mang tầm vóc và ý nghĩa to lớn. Người hâm mộ và lãnh đạo rất mong chờ vào kết quả của lần này. Tôi luôn luôn thể hiện tâm thế cố gắng không bao giờ để người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng. Tôi và cùng tuyển thủ quyết tâm sẽ làm điều to lớn cho bóng đá Việt Nam, kết quả tốt nhất cho Việt Nam." Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tới đây, ngoài việc là không có Hùng Dũng và Trọng Hoàng cùng với Văn Hậu thì U23 Việt Nam sẽ vắng Tấn Tài ở trận ra quân gặp U23 UAE, bởi hậu vệ này đã dính hai thẻ vàng tại vòng loại tháng 3 vừa qua. Chính vì thế thầy Park đã có hai phương án thay thế nhằm giúp cho hệ thống phòng ngự có được sự cứng cáp cũng như hỗ trợ tấn công tốt hơn. Về đối thủ UAE, nhiều duyên nợ sẽ mở đầu cho cuộc chinh phạt của U23 Việt Nam. Được biết, lần này sang Thái Lan, UAE đặt quyết tâm rất lớn để trả món nợ với Việt Nam. U23 UAE quyết định mang đến 27 cầu thủ sang Thái Lan, trong đó có cả Messi UAE, để phòng trường hợp chấn thương trước khi chốt danh sách tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Trong danh sách này, huấn luyện viên trưởng Skoza lựa chọn rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Đáng chú ý nhất đó là tiền đạo Ali Saleh được mệnh danh là Messi UAE, được đôn lên đội 1 của câu lạc bộ Al-Wasl lúc mới 16 tuổi.
Với 10 bàn thắng sau 33 trận ở mùa giải 2019, Ali Saleh được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá UAE trong năm 2019. Cầu thủ sinh năm 2000 này là gương mặt được kỳ vọng sẽ đem đến sự bùng nổ lớn cho U23 UAE ở vòng chung kết U23 châu Á tới đây tại Thái Lan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.